tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Hoàng Anh và Tuấn Liêm xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Canada và thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada thưa quý vị khi đi chợ chúng ta bước vào hầu hết các cửa hàng tạp hóa của canada thì quý vị có bị thu hút bởi mùi thơm ngon hấp dẫn của con gà quay sẵn tại tiệm không ạ à? chúng ta có hay thắc mắc là tại sao giá gà quay rotisserie sẵn lại rẻ hơn gà chúng ta tự mua để nấu hay không gà nướng sẵn hứa hẹn cho chúng ta một bữa ăn thịnh soạn mà không cần phải nấu hay là dọn dẹp sau đó Gà nấu sẵn thì thường có giá từ 8 đô la đến 12 đô la tại các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn ở Canada. Nhưng ở các quầy bán thịt sống thì gà sống thường có thể đắt tiền hơn cho mỗi một con gà. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem lý do tại sao trong bản tin hôm nay. Và trong bản tin ngày 20 tháng 4 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức Canada và thế giới đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Trudeau nói Canada sẽ gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine. Canada trừng phạt các con gái của ông Putin và 12 cộng sự khác của Nga. Những thay đổi mới đối với thị trường nhà ở Ontario bao gồm cả đấu thầu ẩn (blind bidding). Giá nhà có thể tăng 15% vào năm 2022, bất chấp những nỗ lực hạ nhiệt thị trường. Tỉnh BC chi 12 triệu đô la để giúp các y tá đào tạo quốc tế được cấp phép. Hàng ngàn hành khách của sân bay vẫn đang bị mắc kẹt. Ma túy trị giá 5,7 triệu đô la bị thu giữ ở thành phố Calgary. Ba người bị bắt vì tội bắt cóc ở thành phố Markham sau thông tin từ các sĩ quan Montreal. Diễn biến tình hình giao tranh Nga và Ukraine, các đồng minh của Ukraine ở phương Tây đã tuyên bố sẽ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Nga nói sẽ diễn tập quân sự chung với Việt Nam. Hoa Kỳ sẽ không còn thực thi quy định đeo khẩu trang trên máy bay và tàu hỏa sau phán quyết của tòa án. Một phụ nữ người Ai Cập bị kết án 3 năm tù vì các video nhảy trên TikTok. Cơ quan CDC Hoa Kỳ dỡ bỏ khuyến nghị không đi du lịch đối với Việt Nam và 89 quốc gia khác. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada sẽ gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine. Hôm thứ Ba, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada sẽ gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine để giúp đối đầu với cuộc tấn công mới của Nga ở khu vực phía đông Donbass. Phát biểu với các phóng viên ở Dalhousie, tỉnh bang New Brunswick, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, ông vẫn liên lạc chặt chẽ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Canada sẵn lòng đáp ứng những gì mà Ukraine cần trong bối cảnh cuộc xâm đột của Nga đã kéo dài sang tháng thứ hai. Thủ tướng cho hay, yêu cầu gần đây nhất của họ là giúp trang bị pháo hạng nặng vì cuộc chiến đã chuyển sang giai đoạn căng thẳng hơn. Canada sẽ gửi pháo hạng nặng tới Ukraine và các thông tin chi tiết sẽ có trong những ngày tới. Canada đã tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine cung cấp 245 triệu đô la, trong đó 145 triệu đô la đã được phân bố cho các tổ chức của Liên Hợp Quốc, phong trào chữ thập đỏ và các tổ chức phi chính phủ. Canada trừng phạt các con gái của Tổng thống Nga, Vladimir Putin và 12 cộng sự khác của Nga. Canada đã áp đặt biện pháp trừng phạt đối với hai người con gái của Tổng thống Nga Vladimir Putin và những người bị nghi ngờ là đang che giấu tài sản của cha họ, và Canada cũng trừng phạt 12 cộng sự khác của ông Putin. Bộ Ngoại vụ Canada hôm thứ Ba cho biết họ cũng sẽ trừng phạt 14 cộng sự thân cận của chế độ Nga, bao gồm cả hai con gái của Putin, đó là Katerina Vladimirovna Tikhonova và Maria Vladimirovna Voronsova và các thành viên khác trong gia đình của các nhà tài Việt Nga. Động thái này diễn ra sau khi Hoa Kỳ trừng phạt hai người con của ông Putin vào ngày 6 tháng 4 một quan chức cao cấp của chính quyền Hoa Kỳ nói với Reuters rằng họ có lý do để tin rằng tài sản của ông Putin được giấu bởi các thành viên trong gia đình. Cô Tikhonova là một giám đốc điều hành công nghệ và cô hỗ trợ cho chính phủ Nga trong ngành công nghiệp quốc phòng. Trong khi con gái lớn là Voronsova, lãnh đạo các chương trình do Điện Kremlin tài trợ về nghiên cứu Gen, do ông Putin trực tiếp giám sát trong quá khứ thì ông Putin đã mô tả di truyền học là một lĩnh vực sẽ quyết định tương lai của toàn thế giới các con gái của ông Putin chưa bao giờ xác nhận công khai rằng tổng thống Nga là cha của họ và ông cũng đã từ chối trả lời các câu hỏi về họ một báo cáo trong năm 2015 của Reuters cho biết Tikhonova tuyên bố cô là con của Nick. Nikolai Samalov một người bạn lâu năm của Putin và là chồng của Chris Samalov, một cổ đông cấp cao của bang Russia. Đó là ngân hàng được Hoa Kỳ mô tả là ngân hàng cá nhân của giới thượng lưu tại Nga. Quebec cho biết vaccine COVID mRNA có hiệu quả hơn Medicago trong hầu hết các trường hợp. Quỹ ban tiêm chủng của Quebec đã ban hành hướng dẫn hôm thứ Ba về vaccine COVID-19 của Medicago, cho biết các loại vaccine mRNA như là vaccine do Pfizer và Moderna sản xuất đã được chứng minh là có hiệu quả hơn. Covifence là vaccine protein tái tổ hợp do Canada sản xuất và cũng là vaccine có nguồn gốc thực vật duy nhất trong loại COVID-19 trên thị trường. Tuy nhiên, không có nhiều người chọn loại vaccine này. Bộ Y tế Canada phê duyệt cho Covifan vào tháng 2 cho người lớn từ 18 cho tới 64 tuổi, nhưng mà Tổ chức Y tế Thế giới không chấp nhận đơn xin sử dụng khẩn cấp vì công ty thuốc lá Philip Morris có 1 phần 5 quyền sở hữu Medicago. Trong một tuyên bố hôm thứ Ba, Bộ Y tế Quebec cho biết mũi tiêm Pfizer và Madonna được ưa chuộng hơn vì các kết quả thu được cho thấy chúng có hiệu quả cao hơn trong hầu hết các tình huống. Và nói thêm rằng dữ liệu có sẵn cho thấy Covifan có thể được sử dụng trong một số trường hợp nhất định. Ủy ban khuyến cáo nên sử dụng loại vaccine hai liều này cho những người từ 18 cho tới 64 tuổi không thể tiêm vaccine mRNA hoặc là lo sợ và không muốn sử dụng chúng. Các quan chức y tế cho biết liều Covifan dự kiến sẽ được cung cấp vào cuối tháng 5. Trong khi đó, một loại vaccine khác có tên là Novavax, Novavax, một loại vaccine tiểu đơn vị protein hai liều không sử dụng công nghệ mRNA cũng là một giải pháp thay thế. Canada vẫn giữ lệnh đeo khẩu trang bắt buộc đối với máy bay, tàu hỏa, xa lửa sau khi quy định của Hoa Kỳ được gỡ bỏ. Các quan chức cho biết vào hôm thứ Ba, Canada không vội vàng dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang đối với máy bay, tàu hỏa, xa lửa và các phương tiện giao thông công cộng do liên bang quản lý. Bất chấp lệnh tương tự ở Mỹ đã kết thúc vào tuần này, Thủ tướng Justin Trudeau và Bộ trưởng Giao thông Vận tải là Omar Agabra đều cho biết chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi khoa học khi đánh giá nhu cầu đối với lệnh liên quan đến Covid-19. Một thẩm phán liên bang ở bang Florida hôm thứ hai đã bác bỏ quy định của chính quyền tổng thống Biden yêu cầu đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa và các hệ thống vận tải công cộng khác. Trong vòng vài giờ sau phán quyết, Cục Quản lý An ninh Vận tải Hoa Kỳ cho biết họ sẽ không thực thi yêu cầu về đeo khẩu trang nữa và các sân bay cũng như các hãng hàng không lớn của Hoa Kỳ đã nhanh chóng làm theo. Uber cũng thông báo hành khách Hoa Kỳ có thể đi xe mà không cần khẩu trang, mặc dù công ty vẫn khuyến nghị họ đeo khẩu trang. Uber Canada cũng cho biết sẽ không còn yêu cầu tài xế hoặc là hành khách đeo khẩu trang khi đi xe ở hầu hết đất nước, mặc dù công ty cho biết họ vẫn thực sự khuyến nghị nhưng ngoại trừ ở tỉnh Quebec. Uber Canada vẫn sẽ yêu cầu khẩu trang ở Quebec khi tỉnh Quebec vào đầu tháng này đã gia hạn quy định về khẩu trang. Ban đầu thì dự kiến hết hạn vào giữa tháng 4, nhưng tỉnh này đã gia hạn thêm khi một làn sóng COVID-19 mới lan rộng. Tại các khu vực còn lại của Canada, các tài xế Uber vẫn có thể yêu cầu hành khách mình đeo khẩu trang trong xe. Họ cũng có thể hủy chuyến đi nếu hành khách từ chối. Hành khách cũng có thể hủy chuyến đi nếu không muốn đeo khẩu trang hoặc là nếu có nhưng mà tài xế thì lại không. Người đi xa cũng có thể nhắn tin trước cho tài xế thông qua ứng dụng và yêu cầu họ đeo khẩu trang, người phát ngôn của Uber cho biết. Đảng Tự do tỉnh Ontario cam kết sẽ cấm súng ngắn trong năm đầu tiên cầm quyền nếu được bầu. Đảng Tự do Ontario đã hứa sẽ cấm súng ngắn trên toàn tỉnh trong năm đầu tiên cầm quyền nếu họ được bầu vào tháng 6. Lời hứa tranh cử đã được công bố tại Scarborough hôm thứ Ba, mặc dù lãnh đạo đảng tự do, ông Stephen Dauduka không cung cấp chi tiết về cách thức hoạt động của lệnh cấm. Ông nói kế hoạch sẽ cấm mua bán, sở hữu, vận chuyển và cất giữ súng ngắn trên toàn tỉnh. Đảng Tự do cũng hứa hẹn sẽ tham gia vào một chương trình của liên bang và hợp tác với chính phủ liên bang để ngăn chặn việc buôn lậu súng qua biên giới, mặc dù ông Dauduka cũng không đưa ra chi tiết cụ thể về cách thức thực hiện cam kết đó. Thủ hiến đất Ford cũng đã phản đối lệnh cấm súng ngắn, và trong khi ông Del Duca nói rằng bạo lực gồm các vũ khí đó đang vượt quá tầm kiểm soát dưới thời chính phủ của ông For Thống kê của cảnh sát Toronto cho thấy, số vụ xả súng và tội phạm sử dụng súng ngắn đã giảm trong vài năm qua. Đảng NDP thì cho biết, lãnh đạo đảng là bà Andrea Haworth đã từ lâu kêu gọi các biện pháp tương tự và chỉ trích đảng tự do vì đã không thực hiện chúng trong suốt 15 năm họ cầm quyền. Những thay đổi mới đối với thị trường nhà ở ở tỉnh Ontario bao gồm cả đấu thầu ẩn, blind bidding. Chính phủ Ontario đang cho người bán nhà quyền tiết lộ chi tiết của các đề nghị cạnh tranh, nhưng không tới mức cấm đấu thầu ẩn, tức là blind bidding. Bộ trưởng Chính phủ và Dịch vụ Tiêu dùng, ông Ross Romano cho biết trong một tuyên bố rằng, người bán sẽ có quyền lựa chọn nếu họ muốn một quy trình bán nhà mở và chia sẻ giá thầu. Ông nói, người bán sẽ không còn bị giới hạn trong tình trạng bán nhà thông qua hệ thống đấu thầu khép kín hoặc truyền thống. Đấu thầu ẩn, gọi là blind bidding, là tình trạng mà người mua đặt giá thầu cho một ngôi nhà mà không biết những cái giá khác được đưa ra cho ngôi nhà này là bao nhiêu và phương pháp này được một số người chỉ ra là một trong những động lực đằng sau việc tăng giá nhà quá cao. Động thái của chính quyền tỉnh là một phần của cuộc cải cách lớn hơn đối với đạo luật Trust in Real Estate Services Act. Những thay đổi cũng bao gồm một quy tắc đạo đức mới cho các nhà môi giới bất động sản, cung cấp một trải nghiệm rõ ràng hơn cho người mua nhà và quyền hạn lớn hơn cho Hội đồng Bất động Sản Ontario trong việc xử lý những kẻ xấu sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2023. Một số chuyên gia cho rằng minh bạch hơn là một bước đi đúng hướng, nhưng không tin rằng động thái mới nhất của chính quyền tỉnh có đủ để làm cho quá trình đấu thầu mua nhà trở nên công bằng. Thao Sơn Ly là chuyên gia thế chấp của Rates.ca cho biết, cho phép tùy chọn đưa ra tiết lộ giá thầu đối với người bán không có ý nghĩa gì vì đấu thầu ẩn là có lợi cho người bán chứ không phải người mua. Nếu mục tiêu là tạo ra sự minh bạch thì điều này nên là bắt buộc. cũng liên quan đến chủ đề nhà ở, ít nhất 20% nghị sĩ Canada nắm giữ bất động sản để cho thuê và để đầu tư trong bối cảnh nhà ở khủng hoảng. Ít nhất 65 thành viên quốc hội Canada nắm giữ tài sản bất động sản cho thuê hoặc là đầu tư theo hồ sơ của họ với ủy viên xung đột lợi ích liên bang. Tuy nhiên, con số đó trên thực tế có thể cao hơn nhiều vì 91 nghị sĩ vẫn chưa hoàn thành quá trình tiết lộ hoặc là do hồ sơ của họ vẫn chưa được công bố tất cả những điều đó đều hợp pháp và tất cả các nghị sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình theo luật xung đột lợi ích của Canada vì họ đã báo cáo tài sản của họ cho Ủy viên Liên bang về xung đột lợi ích. Tuy nhiên, những tiết lộ của họ đến vào thời điểm mà người dân ngày càng thất vọng và bức xúc về vai trò của các nhà đầu tư bất động sản. Lý do là những nhà đầu tư này đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng về khả năng chi trả nhà ở của đất nước. Trong số 91 nghị sĩ chưa công khai thông tin, có nghị sĩ đảng tự do là Talib Nurmohamed, người đã phải đối mặt với chỉ trích trong cuộc bầu cử vừa qua vì đã đầu tư mua rồi bán hàng chục căn nhà và ứng cử viên lãnh đạo đảng bảo thủ Per Poliver cũng chưa công khai thông tin. Theo hồ sơ hiện có, ít nhất 42 nghị sĩ đảng tự do sở hữu tài sản bất động sản cho thuê hoặc là đầu tư, chẳng hạn công ty sở hữu bất động sản, đất trống, bất động sản giải trí hoặc là thu nhập hoặc lợi ích đáng kể trong môi giới bất động sản. Trong khi đó, ít nhất 16% trong số 19 nghị sĩ Đảng bảo thủ tiết lộ rằng họ sở hữu bất động sản cho thuê hoặc là đầu tư. Chủ sở hữu bất động sản lớn nhất cho đến nay là nghị sĩ bảo thủ Marty Morant với tổng số 21 bất động sản ông Morant tiết lộ quyền sở hữu chung đối với 5 bất động sản cho thuê tại Winnipeg, Manitoba, cũng như 12 bất động sản cho thuê nhà ở nhiều đơn vị trong cùng một thành phố. Ông cũng tiết lộ quyền sở hữu chung với hai bất động sản cho thuê nhiều đơn vị ở Edmonton, Alberta và hai bất động sản cho thuê thương mại cũng ở Winnipeg. Theo phân tích của Ngân hàng Trung ương Canada vào đầu năm nay, lượng mua nhà của các nhà đầu tư đã cao hơn so với những người mua nhà lần đầu hoặc thậm chí là những người mua nhà một lần nữa trong đại dịch COVID-19. Phân tích cho thấy các nhà đầu tư chiếm 1 phần 5 số nhà mua ở Canada, trong khi tỷ lệ mua của những người mua nhà lần đầu đạt bước thấp mới trong năm ngoái. Giá nhà có thể tăng 15% vào năm 2022 bất chấp những nỗ lực hạ nhiệt của thị trường. Một thị trường mùa xuân đặc biệt mạnh mẽ đã thúc đẩy Royal LePay nâng triển vọng cả năm về giá nhà ở Canada, mặc dù các chuyên gia cho rằng tình hình sẽ ổn định hơn khi qua năm 2023. Hiệp hội Bất Động Sản Canada Create cho biết hôm thứ Ba rằng mặc dù tháng 3 đã cho thấy doanh số bán trên thị trường nhà ở quốc gia thấp hơn so với kỷ lục mỗi thời đại của năm ngoái trong cùng tháng, nhưng giá trung bình đã tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 796.068 đô la. Nhưng trong cuộc khảo sát nhà ở mới nhất của Royal LePage cũng được công bố hôm thứ Ba, công ty môi giới cho biết giá của một ngôi nhà ở Canada là 856.900 đô la trong quý đầu tiên của năm 2022, tăng 25,1% hàng năm. Công ty dự đoán rằng thị trường bên người bán sẽ mạnh mẽ và tiếp tục kéo dài đến mùa xuân và Royal LePay cũng tăng giá nhà dự báo cho cả năm vào năm 2022. Hiện nay dự kiến giá tổng hợp của một căn nhà sẽ tăng 15%, dừng lại ở con số gần 900.000 đô la so với các ước tính trước đó vào tháng Giêng là mức tăng 10,5% hàng năm. Nhu cầu cao từ người mua cộng với sự thiếu nguồn cung nhà ở liên tục khiến cho giá nhà ở mức cao một cách khó chịu trong 3 tháng đầu năm. Chuyên gia nói rằng thời điểm đầu năm và thị trường mua xuân nhộn nhịp đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết lập quỹ đạo giá cả cho những tháng còn lại của năm. Tại khu vực Greater Toronto, giá có thể tăng 16,5% vào cuối năm 2022 khi mà giá bán tổng tăng 1,3 triệu đô la theo Royal LePage khu vực Greater Vancouver được dự báo sẽ đạt giá bán là 1,44 triệu đô la nhờ vào mức tăng 15%. Trong khi đó, Regina sẽ chỉ tăng 7% lên mức giá tổng là 385.300 đô la. Khi bác thông báo các chuyến bay khứ hồi đến các vùng của tỉnh được giới hạn ở mức 500 đô la, chính phủ Quebec hôm thứ Ba cho biết họ sẽ giới hạn chi phí vé máy bay cho tất cả các chuyến du lịch trong tỉnh đến các vùng như là một cách để tăng cường du lịch đến các vùng nông thôn nằm xa các thành phố lớn. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, Bất kỳ một ai, cả là người dân hay là du khách, đi du lịch trong Quebec sẽ không phải trả hơn 500 đô la tiền túi cho vé khứ hồi đến các địa điểm. Chẳng hạn như bán đảo Gaspé, Bộ trưởng Bộ Giao thông François Bonadeau nói với các phóng viên phát biểu tại sân bay khu vực Montjuli, cách Montreal khoảng 570 km về phía đông. Ông Bernardo cho biết mức giới hạn 500 đô la trên giá vé cũng áp dụng cho các chuyến đi yêu cầu bài nối chuyến. Ông cho biết thêm, khoản chiết khấu sẽ được áp dụng tại thời điểm mua vé và các hãng hàng không sẽ phải yêu cầu khoản trên lệch giá từ chính phủ. Khi được hỏi các hãng hàng không có được khuyến khích tăng giá vé vì chính phủ đang hỗ trợ cho giá vé hay không, Ông Bernardo cho biết giá sẽ được thương lượng hàng năm theo chi phí lạm phát và ông nói kế hoạch vận tải hàng không khu vực của chính phủ được tài trợ 261 triệu đô la trong 5 năm. Tỉnh PC chi 12 triệu đô la để giúp các y tá đào tạo quốc tế được cấp phép. Tỉnh sẽ chi 12 triệu đô la để giúp các y tá được đào tạo quốc tế được đăng ký và cấp phép nhanh hơn ở tỉnh BC. Và tỉnh hy vọng động thái này sẽ giúp giải quyết tình trạng khan hiếm nhân sự trong lĩnh vực này. Các quan chức cho biết hôm thứ Ba, khoản tài trợ sẽ rút ngắn quá trình cấp phép dài và phức tạp, hiện có thể mất tới 2 năm đối với các y tá được đào tạo bên ngoài Canada. Sự việc này bao gồm các đợt trợ cấp cho 1.500 y tá lên tới 16.000 mỗi y tá để giúp trả một loạt các đánh giá cấp quốc gia và cấp tỉnh cần thiết để được cấp phép ở tỉnh PC. Hiện tại thì các đơn vị đăng ký và đánh giá có thể tiêu tốn ít nhất là 4.200 đô la cho một y tá nếu họ cần nâng cấp trình độ học vấn có thể tốn thêm hàng ngàn đô la với những thay đổi có hiệu lực vào tháng 5 này thì các y tá sẽ có thể đăng ký để được đánh giá cho nhiều vị trí cùng một lúc thay vì từng vị trí một. Các vị trí có thể kể đến như một trợ lý chăm sóc sức khỏe, y tá thực hành được cấp phép và y tá đã đăng ký. Sunwing Airlines cho biết hàng ngàn hành khách vẫn bị mắc kẹt và lịch trình của nhiều người khác bị trì hoãn khi công ty này tiếp tục vật lộn với vấn đề về kỹ thuật, khiến các chuyến bay không thể cất cánh. Hãng hàng không có trụ sở tại Toronto cho biết, khoảng 15 trong số hơn 40 chuyến bay theo lịch trình đã được xử lý kể từ khi trục trặc kỹ thuật lần đầu tiên xuất hiện. San Quyên cho biết, nhà cung cấp hệ thống check-in của họ tiếp tục gặp vấn đề và ngừng hoạt động. Hãng cho biết, Airline Choice đang làm việc với các cơ quan liên quan để tìm ra giải pháp càng sớm càng tốt và đang xử lý các chuyến bay theo cách thủ công, tuân theo các hạn chế của sân bay, lệnh giới nghiêm và yêu cầu phân công lại phi hành đoàn. Một số máy bay đang chờ để quay trở lại Canada và điều này đã làm trì hoãn thời gian bắt đầu kỳ nghỉ của các du khách khác. Sunwing xin lỗi những hành khách có kế hoạch du lịch bị ảnh hưởng và kêu gọi họ đăng ký để nhận thông báo chuyến bay trên trang web của hãng tại sunwing.ca. Ma túy trị giá 5,7 triệu đô la bị thu giữ ở thành phố Calgary. Cảnh sát Calgary cho biết, số ma túy trị giá hơn 5,7 triệu đô la đã bị thu giữ trong một cuộc điều tra buôn lậu kéo dài 8 tháng, với đỉnh điểm là đợt khám xét hai tài sản ở Chestermere và một ở Calgary. Các cảnh sát đã thực hiện lệnh khám xét một ngôi nhà ở khu 400 đường Nolan Hill Drive Northwest vào ngày 7 tháng 4. Lúc đó, cảnh sát cho biết, một phòng thí nghiệm sản xuất methamphetamine, fentanyl và cocaine tinh vi đã được tìm thấy. Cảnh sát cho biết hai người đã bị bắt tại sân bay quốc tế Calgary và cả hai đều đã bị buộc tội. Daniel Hank, 39 tuổi và Edric Padua-Bombs, 30 tuổi, cả hai đều ở Chestermere đều bị buộc tội. Ba tội sản xuất một chất được kiểm soát, ba tội danh tàn trữ chất gây nghiện nhằm mục đích buôn bán và một tội danh sở hữu tiền và hoạt động tội phạm. Tòa nhà di sản Gastown bị lửa thiêu rụi sẽ bắt đầu được phá dỡ vào thứ Tư. Việc phá dỡ tòa nhà di sản 4 tầng bị lửa thiêu rụi ở Gastown, tỉnh British Columbia vào tuần trước sẽ bắt đầu vào thứ Tư. Thiết bị để bắt đầu quá trình phá dỡ sẽ đến vào thứ Ba và thành phố Vancouver đã xác nhận. Dỡ bỏ khách sạn Winters trên đường Abbott và Water sẽ được hoàn thành vào cuối ngày thứ Năm. Đường 203 Abbott là di sản loại B được chỉ định. Theo quan chức chính của tòa nhà của thành phố Vancouver, 5 người đã phải nhập viện và hơn 140 người phải di dời sau khi tòa nhà này bốc cháy vào ngày 11 tháng 4. Nơi đây có nơi trú ẩn của phụ nữ và khách sạn, cùng với 7 cơ sở kinh doanh. Thành phố cho biết ước tính sớm nhất để mở lại các tòa nhà, đường phố và vỉa hè gần đó sau khi phá dỡ là thứ sáu. Tuy nhiên, trong suốt quá trình này, người dân Vancouver nên tránh xa khu vực này do các mối nguy hiểm từ bụi và mảnh vỡ thành phố sẽ giám sát chất lượng không khí trong suốt quá trình dỡ bỏ và các nhân viên cứu hỏa sẽ phun nước cả khu vực để giữ bụi ở mức tối thiểu. Ottawa chi 22 triệu đô la để nâng cấp các nhà chăm sóc dài hạn ở New Brunswick. Chính phủ liên bang đang đầu tư hơn 22 triệu đô la để cải thiện dịch vụ cho cư dân ở các nhà chăm sóc dài hạn ở New Brunswick, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết hôm thứ Ba trong chuyến thăm thị trấn Dalhousie ở phía bắc của New Brunswick. Nguồn tài trợ đến từ quỹ Save Long Term Care Fund của chính phủ liên bang và nó sẽ được sử dụng để ngăn chặn sự bùng phát COVID-19 tại các nhà chăm sóc và để cải thiện cho hệ thống máy móc của họ. Thủ tướng nói rằng nguồn tài trợ cũng sẽ được dùng để thuê thêm nhân viên và nâng cấp hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí. Thủ tướng Trudeau cho biết chính phủ của ông đang làm việc với tất cả các tỉnh cùng với lãnh thổ để đảm bảo người dân Canada được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, kể cả ở các nhà chăm sóc dài hạn. Ba người bị bắt vì tội bắt cóc ở Markham sau lời khuyên từ các sĩ quan Montreal. Các cảnh sát đã buộc tội ba người và đang tìm kiếm người thứ tư sau một vụ bắt cóc ở Markham. Trong một thông cáo với báo chí, cảnh sát khu vực York cho biết các sĩ quan đã nhận được thông tin từ lực lượng cảnh sát của Montreal về một phụ nữ có thể là nạn nhân của vụ bắt cóc. Cảnh sát cho biết người phụ nữ này đã đánh bạc với một người phụ nữ khác hiện là nghi phạm. Người này gợi ý rằng nạn nhân có thể vay tiền từ một công ty mà cô nói là cho vay. Cảnh sát cho biết nạn nhân đã vay tiền và thua hết số tiền đó trong khi đánh bạc và các cảnh sát cho biết nữ nghi phạm sau đó đã giam giữ nạn nhân để đòi trả nợ. Vào ngày 15 tháng 4, một ngày sau khi các cảnh sát nhận được thông tin từ Montreal, thì cảnh sát khu vực York đã tìm thấy người phụ nữ tại một khách sạn ở thành phố Markham. Cảnh sát đã cho biết cô ấy đã bị các nghi phạm giam giữ vào thời điểm đó. Si Chao Dong, 37 tuổi, đến từ Windsor, bị buộc tội với nhiều tội danh, bao gồm bắt cóc, sở hữu súng trái phép và cất giữ đạn dược cậu thả. hai mươi 26 tuổi đến từ Markham và Chipudon, 23 tuổi đến từ thành phố Toronto đều bị buộc tội bắt cóc. Ngoài ra, lệnh bắt giữ Ping Hon, 44 tuổi ở Niagara Falls cũng đã được ban hành. Cảnh sát đang kêu gọi bất kỳ ai có thông tin hãy liên lạc với họ. Tại sao gà quay sẵn rotisserie lại rẻ hơn ga mà bạn tự mua nấu? thịt gia cầm nấu sẵn thường là một món giá cả tốt hơn so với mua sống ở cùng một cửa hàng. Bước vào hầu hết các cửa hàng tạp hóa của Canada, bạn ngửi thấy nó gà quay thơm, ngon, hấp dẫn, hứa hẹn cho người mua sống một bữa ăn thịnh soạn và họ không phải nấu và dọn dẹp sau đó. Gà nấu sẵn có giá từ 8 đô la cho tới 12 đô la tại các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn ở Canada. Nhưng mà ở các quầy bán thịt sống thì gà sống thường có thể đắt hơn cho mỗi con gà. Giá của một con gà quay rotisserie thấp hơn so với giá gà sống tại nhiều cửa hàng mà dù nó tốn thêm chi phí về gia vị, đóng gói, nhân công để chuẩn bị sẵn cho bữa ăn tiện lợi. Vậy, chuyện gì đã xảy ra các chuỗi cửa hàng lớn của Canada bao gồm Loblaw, Sobe, Save on Food, Costco và Metro đều từ chối bình luận về chiến lược định giá cho gà của họ. Tuy nhiên, Roll Farms, một chuỗi cửa hàng tạp hóa nhỏ hơn của trụ sở tại Ontario, đã đồng ý chia sẻ một số thông tin nội bộ. Nơi đây đã được bán gà rotisserie từ năm 2008. Theo Roll Farms, có vẻ bạn đang trả ít tiền hơn để mua một con gà nóng chính sẵn, nhưng mà bạn thường nhận được một con gà nhỏ hơn. Thực ra thì những con gà sống ở khu vực đông lạnh thường nặng từ 1,6 cho đến 1,8 kg, trong khi những con gà sử dụng được quay chính là khoảng 1,2 kg. Theo Casey Owens, một giáo sư về gia cầm của Đại học Arkansas, cho biết những con gà quay cần phải có cùng kích cỡ điều nhau để nướng chín điều trên cùng một giá quay vì mục đích an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, ở Costco thì con gà quay chín vẫn có thể có giá rẻ hơn tính theo trọng lượng so với một con gà chưa nấu chín. Gà nướng rotisserie có giá 7 đồng 99 ở Costco, nặng 1,35 kg, trọng lượng trước khi quay là khoảng 1,64 kg đối với một con gà quay mua ở Costco. Với giá 7 đồng 99 đô la cho mỗi 1,64 kg, thì vị chi con gà này có giá là 4 đồng 88 đô la cho một kg. So với giá của gà sống nguyên con tại cùng Costco là 6 .49 đồng 49 cho mỗi kg. Mua một con gà chưa nấu chín nguyên con tại Costco thì cũng có nghĩa là bạn đã trả đắt hơn 33% mỗi 1 kg so với mua một con gà đã quay chín từ cùng một cửa hàng. Một lý do tại sao Costco và các nhà bán lẻ khác có thể giảm giá cho con gà quay mà họ đã làm sẵn trong cửa hàng là vì họ bán được rất nhiều. Riêng tại Costco cho biết họ đã bán được 106 triệu con gà rotisserie trên toàn cầu trong năm tài chính 2021. Công ty bán được rất nhiều, có thông tin cho rằng gã khổng lồ kho hàng đã xây dựng các nhà máy chế biến của riêng mình để giúp duy trì nguồn cung cấp gia cầm ổn định. Các nhà bán lẻ cũng đang cung cấp một sản phẩm phổ biến với người tiêu dùng, theo các nhà sản xuất gia cầm thì thịt gà là loại thịt được tiêu thụ nhiều nhất ở Canada cũng như ở Hoa Kỳ trong nhiều năm. Theo các nhà bán lẻ như Rural Farms, gà quay rotisserie là mặt hàng bán lỗ. Điều này có nghĩa là các cửa hàng tạp hóa đang thực sự lỗ tiền và bán chúng dưới giá thành là cách để thu hút khách hàng đến để mua những mặt hàng khác. Cập nhật về tình hình COVID tại Canada Tính tới tối ngày 19 tháng 4, Canada báo cáo có thêm 17.093 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 3.654.803 ca. Có 25.146 ca được báo cáo hồi phục và có thêm 110 ca tử vong. Hiện nay thì có 211 505 ca còn bệnh. Và tổng số ca tử vong đến nay là 38.429 ca cho đến nay đã có hơn 83 triệu mũi phát sinh đã được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 33,3 triệu người hay là hơn 87,1% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và trên 81,7% dân số đã tiêm hai liều. Hơn 91,7% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 85,9% đã tiêm hai liều. Có hơn 18,3 triệu mũi thứ ba đã được tiêm. Tại tỉnh bang Ontario đã báo cáo có 1.218 ca bệnh mới và một ca tử vong. Tỉnh Quebec, các quan chức đã công bố là có 1.783 ca mới và 18 ca tử vong. New Brunswick thì trong 7 ngày qua đã có 2.956 ca nhiễm mới đã được báo cáo ở trong tỉnh, cùng với 10 ca tử vong mới. Prince Edward Island trong 7 ngày qua thì đã báo cáo có 1.928 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. NWT có 81 ca bệnh mới trong ngày thứ ba, cùng với ca tử vong thứ 22 kể từ ngày 11 tháng 4. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel trên YouTube và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay kế bên để đón theo dõi các video mới tiếp theo. Và để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video đến cho nhiều người xem. Nếu quý vị thấy thông tin là hữu ích, xin cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong bản tin, mời quý vị theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây. Các đồng minh của Ukraine ở phương Tây đã tuyên bố sẽ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Putin trao tặng danh hiệu danh dự cho lữ đoàn Nga mà bị cáo buộc tội ác chiến tranh ở Bucha. Nga nói sẽ diễn tập quân sự chung với Việt Nam. Thủ tướng Anh Johnson xin lỗi quốc hội vì đã vi phạm lệnh khóa cửa Covid-19. Hoa Kỳ sẽ không còn thực thi quy định đeo khẩu trang trên máy bay và tàu hỏa sau khi phán quyết của tòa án. Nghiên cứu mới cho thấy tiếng ồn giao thông liên quan đến nguy cơ đau tim cao hơn một người đàn ông ở Illinois, Hoa Kỳ vô tình hít phải mũi khoan nha khoa vào trong phổi của mình khi đang gặp nhà sĩ. Một phụ nữ người Ai Cập bị kết án 3 năm tù vì các video trên TikTok. Tỷ phú Elon Musk nói rằng ông không sở hữu một căn nhà riêng và thường ngủ lại ở nhà bạn bè. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển đũa điện tử để tăng vị mặn. Cơ quan CDC Hoa Kỳ dỡ bỏ khuyến nghị không đi du lịch đối với Việt Nam và 89 quốc gia khác. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác, sau đây là bản tin chi tiết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi cùng với Tuấn Liêm và Hoàng Anh. Sau đây là một số tóm tắt về diễn biến tình hình giao tranh của Nga và Ukraine. Trên mặt đất, thì cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào phía đông của Ukraine đang được tiến hành và các quân đối lập vẫn bị bó buộc trong chiến đấu dọc theo chiến tuyến dài 300 dặm, 480 km ở phía đông của Ukraine. Trước sự tấn công dữ dội của Moscow, quân đội Ukraine cho đến nay vẫn giữ vững phong tuyến. Theo bộ tham mưu của các lực lượng vũ trang Ukraine, thì Ukraine cũng tuyên bố đã tổ chức các cuộc phản công nhằm vào kẻ thù của họ và nói rằng họ đã chiếm lại thị trấn Maryinka gần với Donetsk và Bộ Quốc phòng Anh cho biết người Ukraine đã đẩy lùi nhiều nỗ lực tiến bộ và Nga vẫn bị cản trở bởi những thách thức về môi trường, hậu cần và kỹ thuật. Bộ Quốc phòng Anh cũng cáo buộc Nga có các cuộc tấn công bừa bãi vào thành phố cảng Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga một lần nữa kêu gọi quân đội Ukraine đang chốt giữ ở bên trong nhà máy thép Azovstov ở Mariupol hãy hạ vũ khí vào hôm thứ Tư. Tuy nhiên, không một binh sĩ Ukraine nào chấp nhận đầu hàng. Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố. Về mặt ngoại giao, các đồng minh của Ukraine ở phương Tây đã tuyên bố sẽ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và cung cấp cho Kiev thêm máy bay quân sự để mở rộng hạm đội của nước này. Chính quyền Biden dự kiến sẽ gửi một gói viện trợ quân sự lớn khác cho Ukraine ngoài khoản viện trợ an ninh 2,6 tỷ Mỹ Kim, tức là khoảng 1,9 triệu bản Anh đã được gửi đến từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu. Fiona Hill là cựu cố vấn về Nga tại Tòa Bát Ốc, nói rằng Tổng thống Vladimir Putin không thích thỏa hiệp và cơ hội đàm phán với ông ấy là rất mong manh. Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông đang cung cấp tên lửa chống hạm Brimstone. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Berlin sẽ cung cấp tài chính giúp cho Ukraine mua vũ khí do Đức sản xuất. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đang kêu gọi tạm dừng 4 ngày giao tranh tại Ukraine bắt đầu từ ngày thứ Năm. Lũi rằng lễ phục sinh của đạo chính thống đang đến gần trong bối cảnh Nga đang gia tăng cuộc tấn công ở miền đông của Ukraine. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba cho rằng nhu cầu tạm dừng nhân đạo là cấp bách hơn. Ông Guterres cho biết mục tiêu là cho phép di tản dân thường khỏi các khu vực hiện tại đang dự kiến sẽ xảy ra đối đầu và các nhân viên viện trợ nhân đạo tới những nơi rất cần như là Mariupol, Donetsk, Luhansk và Kherson. Hơn 4 triệu người ở những khu vực này cần được hỗ trợ. Và đại sứ Ukraine đã kêu gọi Nga nên chú ý tới lời kêu gọi của ông Kataras. Tuy nhiên, phó đại sứ Nga cho biết hơi nghi ngờ về ý tưởng này. Tại Berlin, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết liên lạc trực tiếp qua điện thoại giữa nhà máy điện Chernobyl và cơ quan quản lý hạt nhân của Ukraine đã được khôi phục. Tổng giám đốc của IAEA cho biết ông hiện đang có kế hoạch dẫn đầu một phái đoàn gồm các chuyên gia của IAEA đến đến Chernobyl để tiến hành đánh giá an toàn hạt nhân và phóng xạ, cung cấp thiết bị và sửa chữa các hệ thống giám sát từ xa của chính cơ quan này. Tại Washington, Bộ trưởng Tài chánh Janet Yellen đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tài chính thế giới hãy có hành động cụ thể khi mà họ tìm cách chống lại cuộc khủng hoảng toàn cầu với tình trạng mất an ninh lương thực đang trở nên tồi tệ hơn cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Ba đã ban hành lệnh trừng phạt chống lại Nga đã cho phép các giao dịch nông nghiệp và thương mại liên quan tới phiền trợ nhân đạo và tiếp cận thông tin liên lạc. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới cho biết, tổ chức của ông sẽ cung cấp 17 tỷ đô la mỗi năm để tăng cường an ninh lương thực và phát triển gói ứng phó khủng hoảng kéo dài 15 tháng trị giá 170 tỷ đô la. Số tiền viện trợ này sẽ giải quyết đại dịch, tái định cư người tị nạn và các vấn đề khác cùng với việc cung cấp lương thực. Một bản tin khác gửi đi từ Kiev, theo ước tính của Lầu Nông Góc, Nga đang tấn công các thành phố và thị trấn trên khắp vùng trung tâm công nghiệp miền đông của Ukraine trong giai đoạn mới của cuộc chiến, sau khi Nga đã mất khoảng 25% sức mạnh chiến đấu mà nước này gửi vào Ukraine. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tên lửa phóng từ trên không đã phá hủy 13 địa điểm tập kết vũ khí và quân sự của Ukraine, trong khi pháo đã bắn trúng 1.260 cơ sở quân sự của Ukraine và 1.214 nơi tập trung quân đội trong 24 giờ qua. Tuy nhiên các tuyên bố này không thể được xác minh độc lập. Đối với các nhà ngoại giao Nga, việc truyền tải thông tin sai lệch là một phần công việc của họ, khi các chính phủ và các công ty truyền thông xã hội tiến hành trấn áp các phương tiện truyền thông của nước nga và thông tin sai lệch mà họ lan truyền về cuộc chiến tranh tại ukraine thì các nhà ngoại giao các đại sứ quán và lãnh sự quán của nga đang rất tích cực sử dụng facebook twitter ở trên nền tảng khác để xoa dịu những hành động tàn bạo trong khi tìm cách làm suy yếu liên minh quốc tế ủng hộ cho ukraine với hàng trăm tài khoản mạng xã hội ở mọi lục địa Đoàn ngoại giao của Nga hoạt động như là một mạng lưới tuyên truyền toàn cầu điều chỉnh các tuyên bố cho đối tượng của mỗi quốc gia. Các công ty công nghệ đã phản ứng bằng cách thêm nhãn cảnh báo và xóa các tài khoản ngoại giao của Nga khỏi các đề xuất và kết quả tìm kiếm. Nhưng những người này vẫn hoạt động vì tình trạng ngoại giao của họ cung cấp tính năng bảo vệ nhiều hơn khỏi sự kiểm duyệt một nhà nghiên cứu chuyên về những thông tin sai lệch ở Viện Internet Oxford cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến tranh thì các nhà ngoại giao này đã đăng tải hàng ngàn lần, đạt hơn một triệu lượt tương tác trên Twitter mỗi tuần. Tổng thống Putin trao tặng danh hiệu danh dự cho lữ đoàn Nga mà bị cáo buộc tội ác chiến tranh ở Bucha, một lữ đoàn bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại thị trấn Bucha của Ukraine đã được tổng thống Nga Putin trao tặng danh hiệu danh dự. Hồi đầu tháng này, các binh sĩ thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới cận vệ số 64 đã bị Bộ Quốc phòng Ukraine coi là tội phạm chiến tranh sau khi các ngôi mộ tập thể chứa thường dân bị sát hại được phát hiện và xác chết nằm la liệt trên đường phố kể từ khi lực lượng Nga rút khỏi khu vực Kiev. Trong một bức thư đính kèm chữ ký hôm thứ hai, Tổng thống Putin đã chúc mừng đơn vị vì chủ nghĩa anh hùng và lòng dũng cảm tuyệt vời, đồng thời phong tặng đơn vị danh hiệu đội cận vệ vì đã bảo vệ chủ quyền của Nga. Động thái này sẽ được coi là một thông điệp công khai tới chính phủ Ukraine và phương Tây, sau khi nhiều nhà lãnh đạo quốc tế đã lên án hành động tàn bạo của quân đội Nga tại các thị trấn Bucha và Borodyanka của Ukraine kể từ khi nỗ lực đánh chiếm Kiev thất bại của Nga, nước này đã tái tập trung cuộc xâm lược Ukraine bằng một cuộc tấn công vào khu vực phía đông Donbass. Nga nói sẽ diễn tập quân sự chung với Việt Nam. Nga vừa cho biết sẽ cùng Việt Nam tiến hành diễn tập quân sự chung nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu, theo BBC News cơ quan báo chí quân khu phía đông của Nga thông báo vào ngày 19 tháng 4 và tin này đăng trên website Bộ Quốc phòng Nga. Nói rằng, lần đầu tiên tại trụ sở quân khu phía đông đã tổ chức và tiến hành hội nghị lập kế hoạch diễn tập quân sự chung Nga-Việt. Cuộc họp của các phái đoàn diễn ra dưới hình thức video trực tuyến. Cuộc họp trực tuyến diễn ra giữa Thiếu tướng Sergei Lagutkin, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát khu vực và đại tá Ivan Teref, trưởng phòng hợp tác quân sự quốc tế. Ở phía Việt Nam, thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, tư lệnh binh chủng tăng thiết giáp tham dự cuộc họp. Đại tá Ivan Teref cho biết, mục tiêu của cuộc diễn tập quốc tế sẽ là nâng cao kỹ năng thực hành của cán bộ chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức huấn luyện chiến đấu và quản lý các đơn vị trong tình huống chiến thuật khó khăn cũng như phát triển các giải pháp phi tiêu chuẩn khi thực hiện nhiệm vụ. Các bên đã đề xuất có thể sẽ gọi tên cuộc diễn tập là Liên minh lục địa 2022. Nga và Việt Nam có quan hệ quốc phòng gắn bó. Tháng 6 năm 2021, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã điện đàm với Đại tướng Sergei Kuzugatovic, Shoigu, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Alexey Yurievich Krivoruchko đã thăm Hà Nội vào tháng 9 năm 2021. Sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019 nói, Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác không sử dụng vũ lực hoặc là đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Ba đã xin lỗi quốc hội sau khi ông bị cảnh sát phạt vì vi phạm quy tắc khóa cửa. Theo đó, ông nói rằng ông không biết một cuộc tụ họp mừng sinh nhật ở giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch là vi phạm các quy tắc mà ông đã đặt ra. Các nhà lập pháp đối lập cho rằng Thủ tướng Johnson phải từ bỏ chức vụ của mình khi ông đã phá vỡ các quy tắc nghiêm ngặt trong Covid-19 ở phố Downing mà ông đã tự đặt ra và sau đó là liên tục nói dối quốc hội rằng tất cả các hướng dẫn phòng ngừa dịch bệnh đã được đáp ứng. Thủ tướng Johnson nói với Hạ viện rằng ông không cố ý đánh lừa quốc hội nhưng cũng đồng thời cho rằng ông chưa bao giờ nghĩ bản thân đã vi phạm các quy tắc Lời xin lỗi của Thủ tướng Johnson được đưa ra khi Chủ tịch Hạ viện cho biết, một cuộc bỏ phiếu có thể được tổ chức vào thứ năm về việc liệu ông Johnson có nên bị điều tra về những tuyên bố mà ông đã đánh lừa Quốc hội hay không. Theo bộ luật cấp bộ, việc cố ý gây hiểu lầm Quốc hội là một hành vi vi phạm và dẫn đến việc phải từ chức. Động thái này khó có thể được thông qua vì Thủ tướng Johnson vẫn nhận được sự ủng hộ của hầu hết các nhà lập pháp trong đảng bảo thủ của mình và vẫn có thể chỉ huy đa số trong quốc hội. Mặc dù vậy, cảnh sát đã điều tra 12 vụ tụ tập ở phố Downing và Thủ tướng Johnson vẫn có thể bị phạt một lần nữa. Hoa Kỳ sẽ không còn thực thi quy định đeo khẩu trang trên máy bay, tòa hỏa, sau phán quyết của tòa án. Chính quyền của Tổng thống Biden sẽ không còn thực thi quy định đeo khẩu trang ở Hoa Kỳ đối với những các phương tiện giao thông công cộng. Động thái này được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang ở Florida hôm thứ Hai đã ra phán quyết rằng chỉ thị 14 tháng trước đây là bất hợp pháp và nó làm đảo lộn nỗ lực quan trọng của tòa bắt ốc trong việc làm giảm sự lây lan của COVID-19. Ngay sau thông báo thì tất cả các hãng hàng không lớn bao gồm American Airlines, United Airlines và Delta Airlines và tuyến tàu hỏa quốc gia Amtrak đã nới lỏng các hạn chế và có hiệu lực ngay lập tức. Tòa Bạch ấp đã gọi phán quyết của tòa án là đáng thất vọng và cho biết chính quyền vẫn có thể chọn kháng nghị lệnh của tòa án và tìm cách trì hoãn khẩn cấp việc thực thi lệnh này. Madonna đạt mục tiêu công bố phát sinh phòng biến thể Omicron của COVID-19 vào mùa thu. Madonna hôm thứ ba cho biết vào mùa thu sắp tới họ hy vọng sẽ cung cấp những mũi tiêm tăng cường COVID-19 được cập nhật kết hợp với vaccine ban đầu với khả năng bảo vệ chống lại biến thể Omicron. Tất cả vaccine COVID-19 ở thời điểm hiện tại đều dựa trên phiên bản gốc của COVID-19, nhưng mà virus vẫn tiếp tục đột biến. Với biến thể Omicron siêu lây nhiễm cùng với các biến thể anh em của nó là mối đe dọa mới nhất. Hiện tại, Moderna đang thử nghiệm vắc xin hai giá trị nhằm mục tiêu tốt hơn vào Omicron và 32 đột biến của nó. Các nghiên cứu về hai liều tăng cường đã được tiến hành ở Hoa Kỳ và Anh, dự kiến sẽ có kết quả vào cuối tháng 6. Nghiên cứu mới cho thấy tiếng ồn giao thông có thể gây ra nguy cơ đau tim cao hơn. Theo một nghiên cứu, dựa trên dân số được công bố gần đây của Đại học Rutgers, những người sống trong khu vực chịu ảnh hưởng của tiếng ồn giao thông liên tục có nguy cơ nhập viện vì đau tim cao hơn so với những người sống ở những khu vực yên tĩnh hơn. Tiến sĩ Abel Moreira, là giáo sư y khoa của Đại học Rutgers và là tác giả chính của nghiên cứu cùng với nhóm của ông, đã xem xét tỷ lệ đau tim của 15.845 cư dân ở New Jersey phải nhập viện vào năm 2018 vì đau tim. New Jersey là tiểu bang có mật độ dày đặc nhất tại Hoa Kỳ với khoảng 1.200 người trên một dặm vùng. Nhiều người sống gần với đường bộ, đường ta và các sân bay lớn. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng 5% trong số tất cả các ca nhập viện do đau tim hoặc là 120 ca có liên quan tới việc tiếp xúc với mật độ tiếng ồn lớn. Các nhà nghiên cứu tính toán rằng tỷ lệ đau tim đối với những người sống ở những khu vực tiếp xúc nhiều hơn với tiếng ồn giao thông lớn đã cao hơn 72%. Theo tiến sĩ Morella cho biết, các can thiệp và chính sách từ cách âm tốt hơn cho các tòa nhà cho đến việc thực thi các quy định về tiếng ồn tốt hơn có thể giúp giảm thiểu mức độ tiếng ồn mà người dân phải tiếp xúc. Một người đàn ông ở Illinois, Hoa Kỳ vô tình hít phải mũi khoan nha khoa vào trong phổi của mình khi đang gặp nhà sĩ chuyến đi đến nhà sĩ của ông Tom Josie, 60 tuổi ở bang Illinois đã khiến ông phải nhập viện sau khi ông hít phải một mũi khoan vào sâu trong phổi của mình. Tôi đã đến nhà sĩ để trám một chiếc răng và điều tiếp theo là tôi biết rằng tôi đã nuốt phải dụng cụ này. Ông Josie nói về mũi khoan dài một inch. Tôi thậm chí còn không thực sự cảm thấy nó đang đi tọt vào trong. Tất cả những gì tôi cảm nhận được là một cơn ho. Tiến sĩ Abdul Iray một chuyên gia về phổi đã điều trị cho Josie tại trung tâm y tế aurora ở Kenosha, Wisconsin nói với News Channel 10 rằng ông Josie có thể đã hít phải mũi khoan khi ông ta hít vào ngay trước khi ho mũi khoang đã nằm sâu trong phổi của ông Josie đến mức không thể nhìn thấy nó bằng ống soi thông thường và ông ấy phải tiến hành chụp ct phương án giải quyết trong trường hợp này có vẻ như là họ sẽ phải phẫu thuật và cắt bỏ một phần phổi của ông Josie nhưng tiến sĩ Ayre và nhóm của ông đã quyết định thử lấy nó ra bằng một ống thông thường được sử dụng để phát hiện sớm ung thư, đặc biệt là ung thư phổi. Tiến sĩ Ayre cho biết, nhờ vào kích thước của ống thông, ông và nhóm của mình đã có thể đi vào phổi của ông Josie và lấy mũi khoan ra một cách an toàn, mà không gây ra bất kỳ tổn thương hay kích ứng nào. Sau 4 ngày nằm trong phổi, giờ đây chiếc mũi khoan này hiện đang được trưng bày trên kệ tại nhà của ông Josie. Một ngôi trường đại học phải trả cho giáo sư 400.000 đô la Mỹ sau khi kỷ luật ông ta vì gọi nhầm giới tính của sinh viên. Trường đại học Shannon State ở Ohio đã đồng ý thanh toán số tiền là 400.000 đô la Mỹ sau khi giáo sư Nicholas Meriwether đã kiện nơi làm việc của mình vì đã kỷ luật ông. Trường Đại học Công đã đưa ra cảnh báo rằng văn bản cho Meriwether vào năm 2018 sau khi ông đã từ chối sử dụng đại từ ưu tiên của sinh viên chuyển giới, vi phạm chính sách không phân biệt đối xử của trường. Vụ kiện bắt đầu khi một sinh viên chuyển giới trong lớp học của Meriwether đã yêu cầu ông sử dụng đại từ ưa thích của cô ấy là she và her nhưng ông Meriwether đã từ chối và làm giấy lên một cuộc điều tra của trường đại học về vụ việc này. Trường đại học Sony State nhận thấy rằng việc gọi nhầm giới tính của sinh viên, Miss Gender, sử dụng sai đại từ hoặc các từ chỉ giới tính khác khi đề cập hoặc là nói với ai đó, đặc biệt là một người chuyển giới. Giáo sư Meriwether đã tạo ra một môi trường thù địch trong lớp học và cảnh báo giáo sư rằng Ông ta có thể bị đình chỉ hoặc là chấm dứt hợp đồng nếu tiếp tục hành vi đó. Theo luật sư của giáo sư Mary Weather cho biết, ông đã đề nghị sử dụng bất kỳ tên nào mà sinh viên yêu cầu thay vì chức danh và đại từ, nhưng trường đại học đã từ chối thỏa hiệp đó. Vào năm 2018, giáo sư Mary đã kiện trường đại học vì đã vi phạm quyền tự do ngôn luận và tôn giáo của mình. Ban đầu thì vụ kiện đã bị hủy bỏ vì chưa đủ điều kiện để khởi kiện. Nhưng vào tháng 3 năm 2021, tòa phúc thẩm vòng 6 của Hoa Kỳ ở Cincinnati đã ra phán quyết rằng vị giáo sư này có thể tiếp tục vụ kiện của mình, khoản bồi thường thiệt hại và phí luật sư trị giá 400.000 đô la Mỹ đã đạt được vào ngày 14 tháng 4 và trường đại học cũng đã hủy bỏ cảnh báo bằng văn bản mà họ đã đưa ra cho ông Mary người được đại diện bởi Liên minh bảo vệ tự do ADF là một tổ chức phi lợi nhuận cơ đốc bảo thủ có trụ sở tại Arizona. Một phụ nữ người Ai Cập bị kết án 3 năm tù vì các video trên TikTok. Một tòa án Ai Cập đã kết án một phụ nữ 3 năm tù sau khi xét lại bản án về tội buôn người trong vụ việc liên quan đến những đoạn video trên TikTok. Hanin Hossam, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, đã bị bắt vào năm 2020. Trường hợp của cô được các nhà phê bình coi là một phần của chiến dịch đàn áp việc thể hiện bản thân mà các quan chức chính phủ bảo thủ ở Ai Cập thực hiện. Các công tố viên đã buộc tội cô quảng cáo buôn người bằng cách cáo buộc cô bóc lột trẻ em gái vị thành niên để thu lợi về vật chất bằng các video nhảy nhót của mình. Không rõ các video có liên quan đến tội buôn người như thế nào. Hosem ở độ tuổi 20 đã bị kết án 10 năm tù nhưng một thẩm phán tòa án hình sự Cairo hôm thứ hai đã giảm mức án xuống còn 3 năm. Cô cũng bị phạt 200.000 bảng Ai Cập, tức là 10.800 đô la Mỹ. Phán quyết hôm thứ hai là phán quyết cuối cùng và cô không thể kháng cáo. Các cáo buộc một phần xuất phát từ việc Hosem đã mời các cô gái tham gia một nền tảng mạng xã hội khác là Leaky, tuyên bố rằng họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn từ các video của mình. Kosem và những người phụ nữ khác, bao gồm cả Mawada Elad, người có ảnh hưởng trên TikTok, lần đầu tiên bị kết án vào tháng 7 năm 2020 với 2 năm tù giam vì tội vi phạm các giá trị và nguyên tắc của gia đình Ai Cập, kích động lối sống trác tán và cổ vũ nạn buôn người. Hossam và Elad đã vươn tới sự nổi tiếng của TikTok trong những năm gần đây thu hút hàng triệu người theo dõi nhờ các đoạn video của họ được định hướng theo các bản nhạc Club Pop hấp dẫn của Ai Cập. Trong các clip dài 15 giây, tương ứng, các cô gái xuất hiện trong các video TikTok này sẽ trang điểm, tạo dáng trong xa hơi, nhảy nhót trong nhà bếp hay đùa giỡn trong những đoạn tiểu phẩm ngắn. Những nội dung này hoàn toàn quen thuộc và không mấy xa lạ gì đối với người dùng nền tảng này. tỷ phú Elon Musk nói rằng ông không sở hữu một căn nhà riêng và thường ngủ lại ở nhà của bạn bè. Elon Musk là một người giàu nhất thế giới nhưng ông ấy nói rằng ông ấy thậm chí không sở hữu một căn nhà cho mình. Trong một cuộc phỏng vấn với tổ chức phi lợi nhuận TED, Musk đã thảo luận về cuộc đời tỷ phú của mình. Khi được hỏi về việc nhiều người có thể bị xúc phạm bởi sự giàu có phi thường của mình, ông Musk cho biết Ông nhận thấy những sai sót trong những quan điểm đó và đồng thời lưu ý rằng ông không tiêu nhiều tỷ đồng cho tiêu dùng cá nhân. Ông Musk chia sẻ, Trên thực tế, tôi thậm chí không sở hữu một căn nhà nào ngay bây giờ. Tôi thực sự đang ở nhà của bạn bè. Nếu mà tôi đi du lịch đến Bay Area, nơi có hầu hết các kỹ thuật của Tesla, về cơ bản tôi sẽ xoay vòng qua các phòng ngủ dành cho khách của bạn bè. Ông Musk cũng lưu ý rằng ông không sở hữu một du thuyền hay là đi nghỉ mát nhưng mà ông có sở hữu cho mình một chiếc máy bay. Cuộc phỏng vấn đã diễn ra sau những lo ngại về sự giàu có ngày càng tăng của các tỷ phú, trong đó có ông Musk. Vào tháng 1, nhóm vận động và công bằng kinh tế Old Farms đã công bố một báo cáo cho thấy 10 người đàn ông giàu nhất thế giới đã nhân đôi tài sản của họ trong thời kỳ đại dịch, trong khi thu nhập của 99% người dân trên toàn thế giới đã giảm xuống bản xếp hạng tỷ phú mới nhất của Forbes cho thấy ông Musk có giá trị tài sản ròng là 219 tỷ Mỹ Kim. Sau dòng thuyết hôm thứ hai rằng ông sẽ không trả đồng nào cho hội đồng quản trị của Twitter nếu thương vụ của ông thành công. Tờ New York Post hôm thứ ba đưa tin Elon Musk sẵn sàng đầu tư từ 10 tỷ cho tới 15 tỷ Mỹ Kim tiền riêng của mình để đưa Twitter hoạt động tư nhân. Theo báo cáo thì cổ đồng lớn thứ hai của Twitter là 9,1% cổ phần. Hiện đang có kế hoạch tung ra một đợt chào mua công khai trong khoảng 10 ngày và đã khai thác ngân hàng Morgan Stanley để tăng thêm 10 tỷ Mỹ kim nợ. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát triển đũa điện tử để tăng gia vị mặn các nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát triển đũa được vi tính hóa làm tăng vị mạnh và có khả năng giúp cho những người cần giảm natri trong khẩu phần ăn của họ. Thiết bị sử dụng một dòng điện yếu để truyền các ion natri từ thực phẩm qua đũa đến miệng nơi mà chúng tạo ra cảm giác mặn. Và kết quả là vị mặn tăng lên gấp 1,5 lần. Tại phòng thí nghiệm, giáo sư Homai Miyashida tại Đại học Meiji đã khám phá nhiều cách khác nhau mà công nghệ có thể tương tác và kích thích trải nghiệm giác quan của con người. Trước đó thì ông cũng đã chế tạo một màn hình TV có thể liếm được để bắt chước các mùi vị thức ăn khác nhau. Đũa tăng cường vị giác có thể là có liên quan đặc biệt ở Nhật Bản, nơi mà chế độ ăn uống truyền thống thiên về vị mặn người lớn Nhật Bản trung bình tiêu thụ khoảng 10 gram muối mỗi ngày, gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới. Lượng natri dư thừa có liên quan tới việc làm tăng tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp, đột quỵ và các bệnh khác. CDC Hoa Kỳ dỡ bỏ khuyến nghị không đi du lịch đối với Việt Nam và 89 quốc gia khác. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC Hoa Kỳ hôm thứ hai cho biết đã dỡ bỏ khuyến nghị không đi du lịch COVID-19 đối với khoảng 90 điểm đến quốc tế, trong đó có Việt Nam. Các quốc gia và các khu vực đã giảm xuống cấp độ 3 mức cao, không khuyến khích người Mỹ chưa tiêm phòng đi du lịch bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Hy Lạp, Hồng Kông, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Nga. Một số điểm khác nằm trong danh sách tương tự là Việt Nam, Thụy Sĩ, Áo, Bỉ, Bungary, Cộng hòa Trung Phi, Chile, Cộng hòa Séc, Jordan, Lebanon, New Zealand, Na Uy, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Sumani và Uruguay. CDC hiện nay không liệt kê quốc gia nào ở cấp độ 4 là cấp độ cảnh báo cao nhất về việc không nên đi du lịch. Nhiều hãng hàng không của Hoa Kỳ trong thời gian qua đã liên tục kêu gọi chính quyền của Tổng thống Biden hãy dỡ bỏ các quy định nhập cảnh phức tạp với khách du lịch. Một trong số đó là bỏ yêu cầu xét nghiệm âm tính khi mà nhiều nước trên thế giới đã làm điều này. Các chuyên gia cho rằng việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, cảnh báo đi lại không còn cần thiết và có thể gây ảnh hưởng đến ngành du lịch. Tuy nhiên, CDC tuyên bố hiện tại chưa có thay đổi về thủ tục nhập cảnh và các quy định ban hành trước đây vẫn được áp dụng. Hiện tại, du khách Việt Nam đã được tiêm vaccine đầy đủ khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, cần cung cấp giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 24 giờ, hoặc là giấy chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 90 ngày trước khi lên máy bay. Trẻ em dưới 2 tuổi không cần phải cung cấp giấy xét nghiệm COVID-19. 1,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của Moderna đã được phân phối cho trẻ em Việt Nam từ 5 đến 11 tuổi. Viện Vệ sinh Dịch tễ Quốc gia của Việt Nam, NIHE, vừa công bố kế hoạch phân phối gần 1,4 triệu liều vaccine Moderna COVID-19 đến các tỉnh thành trên cả nước. Tổng cộng có 1.382.400 liều vaccine do chính phủ Úc tài trợ, được dành riêng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi theo quyết định, Sài Gòn sẽ nhận nhiều nhất với 193.800 liều, tiếp theo là Hà Nội với 104.000 liều. Tỉnh Thanh Hóa dự kiến nhận 51.000 liều, Nghệ An thì có 48.600 liều, Bình Dương được 28.200 liều, Đồng Nai có 44.400 liều, Bà Rịa Vũng Tàu 13.600 liều và Quảng Ninh có 24.000 liều. Số vaccine Moderna được phân phối đã được trả đông vào trưa ngày 13 tháng 4. Liều lượng tiêm chủng là 0,25 ml cho mỗi trẻ em. Trước đó, thì Viện Vệ sinh Dịch tễ Quốc gia của Việt Nam đã phân bổ lô đầu tiên gồm 921.600 liều vaccine Moderna dành riêng cho trẻ em trong độ tuổi này. Cũng do chính phủ Úc tặng cho các trung tâm kiểm soát dịch bệnh ở các tỉnh và thành phố trên cả nước. Cho đến nay, thì hơn 2,3 triệu liều vaccine Moderna đã được cơ quan này phân bổ cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Tính đến thứ hai, Sài Gòn và Hà Nội đã tiêm khoảng 78.000 liều vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Bắt đầu tiêm vaccine đầu tiên cho học sinh lớp 6, 11 tuổi trước khi giảm dần độ tuổi. Theo cơ quan y tế, chưa có tai nạn nào được ghi nhận cho đến nay tại hai thành phố có nhiều trẻ nhỏ trong độ tuổi này. Cập nhật về tình hình COVID-19 tại Việt Nam, Bản tin dịch COVID-19 ngày 19 tháng 4 của Bộ Y tế Việt Nam cho biết có 13.500 ca mắc mới. Trong ngày có 124.630 ca khỏi bệnh và 18 ca tử vong. Hà Nội thì có 1.022 ca mắc mới và Sài Gòn thì số ca mắc mới là 557 ca. Các địa phương có số ca mắc mới cao là Phú Thọ có 838 ca, Yên Bái 605 ca, Quảng Ninh 584 ca. Nghệ An có 571 ca, Vĩnh Phúc 554 ca, Hải Dương 531 ca, Bắc Cạn 483 ca và Đắk Lắk có 478 ca. Kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam đã có 10.489.319 ca nhiễm với 42.975 ca tử vong. Tổng số ca được điều trị khỏi là 9.065.694 ca, và số bệnh nhân nặng đang điều trị là 1.010 ca. Tổng số liều phát sinh đã được tiêm ở Việt Nam cho đến nay là 209.816.927 liều. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái, giá dầu và giá vàng. 1 đô la Canada bằng 0,7921 đô la Mỹ và bằng 0,7339 đồng euro một Canada thì bằng 18.304 đồng Việt Nam, một đô la Mỹ thì bằng 23.038 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 103,50 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent là 108,30 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng là 1.943,63 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel hôm nay. Kênh Culture Channel có video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa du lịch, sức khỏe và đời sống. Tư vấn di dân di trú được cập nhật liên tục trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi. Chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới an lành. Hoàng Anh, Tuấn Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.